1,4 triệu thanh niên Triều Tiên nhập ngũ chỉ trong 2 ngày. Theo Reuters và Yonhap, ngày 16 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên, đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội trong tuần này. Tuyên bố của Triều Tiên về việc có hơn 1 triệu thanh niên nhập ngũ chỉ trong 2 ngày được đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao. Năm ngoái, truyền thông Triều Tiên cũng ra tuyên bố tương tự về việc công dân nước này tình nguyện tham gia quân đội. Trước đó, KCNA cho biết Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra thông báo yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào đêm ngày 12, rạng sáng 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Bản tin của KCNA có đoạn nêu rõ, quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS ngày 15 tháng 10 thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung đoạn đường của nước này nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Cụ thể, GCS xác nhận Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn trên các đường Jeonggui và Donghi ở phía bắc đường ranh giới quân sự NLD vào trưa ngày 15 tháng 10. GCS tuyên bố đã tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn giữ im lặng về vụ việc này. Mỹ gây áp lực với Israel nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở dải Gaza. Chính quyền Mỹ ngày 15 tháng 10 xác nhận các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng nước này đã cùng ký một bức thư để ngày 13 tháng 10 gửi tới những người đồng cấp Israel, hối thúc Tel Aviv cần cải thiện tình hình nhân đạo tại dải Gaza trong vòng 30 ngày tới. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller xác nhận với các phóng viên rằng Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer. Theo ông Miller, bức thư đã bày tỏ quan ngại của Mỹ về mức độ viện trợ nhân đạo tại Gaza, khẳng định Washington coi bức thư là một giao tiếp ngoại giao riêng tư và không có ý định công bố ra bên ngoài. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN cho biết bức thư đã cảnh báo nếu không tạo điều kiện thuận lợi cho dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza, Israel sẽ vi phạm luật pháp Mỹ liên quan đến hỗ trợ quân sự nước ngoài và hệ quả là viện trợ quân sự Mỹ dành cho Israel có thể bị đình chỉ. Thư cũng lưu ý, theo luật pháp Mỹ, các bộ ngoại giao và quốc phòng Mỹ sẽ phải liên tục đánh giá việc Israel tuân thủ các cam kết của mình về việc sẽ không hạn chế dòng viện trợ vào Gaza. Thời hạn 30 ngày do Mỹ đưa ra cũng đồng nghĩa với những hậu quả tiềm tàng nếu có. Trong trường hợp Israel phớt lờ cảnh báo của Mỹ, sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Liên minh châu Âu muốn giám sát chặt chẽ nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga. Ngày 15 tháng 10, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu EU nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về các vấn đề nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga gia tăng, Ukraine thiếu hụt năng lượng trước mùa đông tới và cách thức cân đối giá năng lượng giữa các nước thành viên. Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tim van der Straten cho biết, chúng tôi nhận thấy lượng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng sang Bỉ tăng gấp đôi. Điều này có thể là nhằm đảm bảo nguồn cung tại châu Âu, nhưng chúng tôi gặp khó khăn khi thực hiện gói trừng phạt thứ 14. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang kêu gọi một hệ thống giám sát. Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Kizitop Bolesta cho rằng một số nước gặp phải vấn đề nội bộ cản trở việc chuyển đổi nhanh chóng, nhưng hiện cần tìm giải pháp thay thế bởi 2 năm rưỡi đã trôi qua. Hợp đồng giữa Ukraine và Nga về vận chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Sau vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream vào năm 2022, lượng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng từ Nga sang EU gia tăng, trong khi khí đốt vẫn được chuyển qua Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đến miền Trung châu Âu. Tháng 6 vừa qua, EU thông qua gói trừng phạt thứ 14, trong đó sẽ cấm các nhà xuất khẩu khí đốt của Nga sử dụng các cảng của EU để chuyển khí đốt dành cho các nước thứ ba, nhưng không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các quốc gia EU mua nhiên liệu. Kể từ đó, Bỉ và Hà Lan chứng kiến lượng nhập khẩu tăng mạnh. Trong thư gửi ngày 14 tháng 10, Pháp và một số quốc gia khác đề nghị Ủy ban châu Âu yêu cầu các công ty lưu trữ và nhà cung cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo chặt chẽ hơn về việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga. Tại cuộc họp, các bộ trưởng năng lượng EU cũng dự kiến xem xét những biện pháp thiết thực nhằm giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố báo cáo cho rằng Ukraine có thể thiếu 6 GW nguồn cung điện và tình trạng này sẽ trầm trọng hơn nếu thỏa thuận vận chuyển khí đốt giữa nước này với Nga chấm dứt. Bầu cử Mỹ 2024, số cử tri đi bỏ phiếu sớm ở bang Georgia lập kỷ lục. Giới chức bầu cử Mỹ cho biết bang Georgia đã ghi nhận kỷ lục về số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
ít nhất 252.000 cử tri đã đi bỏ phiếu tại các địa điểm tổ chức bầu cử sớm của bang tính đến 16 giờ chiều 15 tháng 10 theo giờ địa phương. Con số này gần gấp đôi so với 136.000 người tham gia trong ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm năm bầu cử Mỹ 2020. Trên mạng xã hội, quan chức bầu cử bang Gabriel Stelling đánh giá đây là con số đầy ấn tượng. Georgia là một trong 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định đối với kết quả bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo Election Lab, Trung tâm Phân tích Dữ liệu Bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida, tính đến nay đã có 5,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trên phạm vi toàn quốc. Ở thời điểm này vào năm 2020, con số cử tri đi bỏ phiếu sớm là 27 triệu do người dân tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19. Giống như một số bang khác, kể từ năm 2020, Georgia đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu qua đường bưu điện. Theo đó, yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số lượng địa điểm mà họ có thể gửi phiếu bầu của mình. Trung Quốc công bố quy hoạch phát triển khoa học vũ trụ đầu tiên. Trung Quốc ngày 15 tháng 10 đã công bố quy hoạch phát triển chung và dài hạn khoa học vũ trụ quốc gia 2024-2050. Đây là chương trình phát triển cấp quốc gia đầu tiên về khoa học vũ trụ của nước này. Quy hoạch đặt ra mục tiêu rõ ràng là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học vũ trụ của thế giới vào năm 2050. Quy hoạch đã đưa ra các mục tiêu và lập kế hoạch cho các sứ mệnh khoa học vũ trụ và nghiên cứu không gian của Trung Quốc từ năm 2024 đến năm 2050. Quy hoạch do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc và Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc phối hợp phát hành nhằm mục đích đạt được sự phát triển chất lượng cao về khoa học vũ trụ, thúc đẩy những đột phá sáng tạo trong công nghệ vũ trụ, nâng cấp các ứng dụng không gian, đứng hàng đầu thế giới trong các quốc gia vũ trụ và đưa Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học vũ trụ. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cũng nhấn mạnh, việc triển khai quy hoạch này dự kiến sẽ đẩy nhanh những đột phá mang tính cách mạng về nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học vũ trụ của Trung Quốc, giúp nước này sớm đạt được những thành tựu khoa học lớn tầm cỡ thế giới, thúc đẩy những tiến bộ nhảy vọt vượt thế hệ trong công nghệ vũ trụ và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các ứng dụng không gian. Quy hoạch đưa ra lộ trình phát triển gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến năm 2027, vận hành trạm vũ trụ Trung Quốc, thực hiện thám hiểm mặt trăng có người lái. Giai đoạn thứ 4 của chương trình thám hiểm mặt trăng và thăm dò các hành tinh, luận chứng và phê duyệt 5 đến 8 sứ mệnh vệ tinh khoa học vũ trụ, cũng như hình thành một số thành tựu ban đầu có ảnh hưởng quốc tế quan trọng. Giai đoạn 2, từ năm 2028 đến năm 2035, tiếp tục vận hành trạm vũ trụ, luận chứng và thực hiện các sứ mệnh khoa học thám hiểm mặt trăng có người lái và trạm nghiên cứu khoa học mặt trăng quốc tế, luận chứng và thực hiện khoảng 10 năm sứ mệnh vệ tinh khoa học vũ trụ, đạt được những thành tựu ban đầu hàng đầu thế giới. Giai đoạn 3, từ năm 2036 đến năm 2050, luận chứng và thực hiện hơn 30 sứ mệnh khoa học vũ trụ, các lĩnh vực quan trọng đạt trình độ dẫn đầu thế giới.